So, ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì lâu lắm rồi mới làm lại khẩu AWP anh em ạ. Lại là cái map chuyên sniper, chạm phát sóng anh em ơi. Map này thì về bắn nhiệt tình thôi chứ cần đợi cho rè. Tính ra là map này bắn barret sẽ lợi hơn nha. Khá là nhiều thùng. Đó, ai da, mít có, mít có. mít có anh em ạ. Bê chết luôn này, ai da. Rồi, ôi, nếu có bom như thế mà còn bật, chịu rồi. Có nha, B có nha, nó vừa quăng bom nha. Mình ngon vào đây. Ai ra, vào luôn à? À, vào luôn à? À, láo thật anh em ạ. Ngày trước khi mà chơi có những cái khẩu súng màu mè hoa lá cành thì kiến mắc của cái khẩu AWP VIP này vẫn là một cái gì đó mình rất là thích anh em ạ. Nhìn nó đơn giản mà đẹp. Đấy. Rồi. Ôi trời ơi, 1 phát 4. Mình bắn chết một thằng B 1 phát 4 thì 1 phát 5 mẹ luôn à. Không hiểu chơi gì ạ. Ô, sân nhà nó vẫn còn. Ui ôi. Sân nhà nó mà vẫn còn thằng ạ. Vách cứt vẫn ngồi kê ạ. Vừa phải thôi. Vừa phải thôi mày, vừa phải thôi mày. Đúng rồi. Nhảy tung tăng đi tìm tao đi. Bỏ mà mẹ rồi. Sân nhà nó vẫn còn thằng đứng kê. Ui, cho ba đấy. Flash luôn. Ê, nào. Chỗ đấy. Ui rồi thằng này nó đứng cái kiểu ối rồi thế nhở, mày đứng kiểu ối rồi vậy, phán thôi anh em ơi. Ôi bố này bố vẫn còn kê ạ. À, tôi con cũng ngạ bố, bố kê chày thế mà nó kê mẹ lâu thật anh em ạ. Đã mình dạt qua cái là nó thịt luôn, chó chết này. Anh nhảy sắt ai dài, ai dài. Ôi thôi, kéo chơi anh em ơi, vẫn là nó đấy. Đâu được, đéo được anh em ơi. Rồi, ôi lại hai thằng đi luôn. Chơi luôn này, Leon nhiều này. Không thấy đâu, chạy bẽ rồi. Mày đi đâu, mày đi đâu. Nhảy mít nhà tao mà dễ. Nhảy, à. Lợn này, con lợn này, thôi thôi nha, thôi nha. Đéo chơi được anh em ạ. Thằng khốn lắm. Thằng đứng toàn cái kiểu mấp mé. Rất là khó bắn anh em ạ. B không dám đẩy ta. Tính ra B đẩy là mình bắn kê mấy cái lỗ cửa sổ này là ngon đấy anh em, ngon đấy. 3 vết 4, 3 vết 3, hay quá. Hay quá. Nào. Vào mẹ đi. Nó thấy gì luôn anh em ạ, đánh A rồi sao này. Hay quá, 3 vết 1. Đó xin cứu cuối fan ơi. Đó xin cứu cuối đi. Đang quay không? Ấy, vừa snap xong rồi nó ra. Còn mẹ nó. Rồi, con ném bom chết thằng kia luôn ạ. What the fuck? Mày, ấy ạ, chuột. Ô, boss snap. Ô, chuột chết 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 chết. Từ anh ơi, từ anh ơi. Đang được cái đúng lúc mình snap thì nó lại phi ra, cay thật. Mình cứ mình snap xong rồi nó phi ra thế nó khắm. 2v1, còn thằng hành lang cuối thôi anh ơi. Cẩn thận nó bắn chết anh ơi. Rồi ôi nó barret nha. Nó barret nha. Chết ngay. Mà vẫn thí mất hai thằng đồng đội ạ. Cay thế nhỏ, ném quả bom bay luôn thằng kia. Kinh ấy nhỏ. Khá đấy. Bên nó bắn cũng gớm đấy anh em ạ, cũng gớm ghê lắm cơ. Ai da, bay đẹp thế mà bắn được một chuột kìa. Lên hành lang mẹ đi. Lên hành lang này anh em ơi. Lên hành lang đi. À, có thằng đối diện anh lang. Hỏi chấm đối diện anh lang đâu rồi. Thằng yếu rồi ạ. À, yếu rồi ạ. À, dĩa. Ôi trời ơi. À nó vẫn kịp quăng quả bom lên ạ. Con chó chết này. Thấy máu yếu phát là cho nó ngay quả bom đi các bạn. Lao vào lếu là chết ngay. 4 vết 3 hay quá nhỉ. Đợi mình lật lại rồi anh em ơi. Nói về snap thì mình thấy là cái dòng AWP là một trong những cái dòng súng snap nhanh nhất. Đấy, snap nhanh nhất luôn anh em ạ. Mà chuẩn nha. Chứ không phải snap mà lao lếu mà đạn bay toe tứ lung tung đâu. Mình thấy M200 VIP Dominator snap nhanh quá là đạn bay đâu. Ở đây có. Làm sao? Mày định làm gì tao? Mày định làm gì tao? Lao lếu à? 3 vệt 1. Có một thằng ra kê rào đấy. Số 3 ra kê rào rồi.
Mình check làng cái. Bom rơi hành lang này. Trên A rồi, trên A rồi, trên A rồi, dốc A rồi. Để tao bây ơi, để tao. Ôi ôi, nhanh thế. Từ từ thôi, để tao, khiếp. Nói đùa chứ. Vừa ra check được của bom hành lang cái mà nó áp kịp xong rồi. Nhanh thật đấy. Nó áp vòng A rồi, mà lúc mình kia mãi đéo sao chứ. Nào. À, phát hắn đi bên dưới anh em ơi. Đó, đi hành lang một rồi. Hành lang một, y xài. Bom rồi, ui ôi. Hay quá nhỉ. Thằng MK47 cổ long kia làm 2 rồi. Được của nó, được của nó. Đến nó có quả tư mà ý rồi. 4v2. Thế thì đỡ hộ, lật hộ. Đó, xin kêu coi. Mấy thằng này liếm nhanh quá anh em ạ. Này, kiếm kêu cũng hơi khó nhè. Từ từ nhá. Cho của bom hành lang này. Có đồ, có đoàn gì phải quăng ngay. Biết đâu nội núp đây sao. Rồi. Rồi, trên nhà nó, trên nhà nó, trên nhà nó anh em ơi. Tới nhá. Lên luôn, móc luôn, móc luôn, móc luôn, móc luôn, móc luôn. Đó. Hai thằng bên rào thì phải anh em ạ. Đây, rào về này. Ừ. Một thằng rào, một thằng về này. Đây, đây, mít này. Đến đây rồi này. Đây, 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 đi đối diện hành lang này. Đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Mấy trẻ. Ngon ngay, móc luôn. Ui, tôi chết rồi. Chút, 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 chút. Con mẹ. Một quen, một cái. Ai, phan, 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 phan. Ôi, nó dí tôi. Ôi, nó dí tôi anh em ơi. Cứu, cứu, cứu. Đó được. Ôi, mẹ. Bắn kiểu đéo gì. Một que anh em ạ. Vãi thật. Thế nào là mình quá hơi húng nhỉ. Bắt thật thằng đối diện đang lùi mẹ nó về đi. Ngay bố kia bố ở trên sân hồi sinh cái bố phẹt luôn. Nó dí mình luôn anh em ạ. Đó chạy nổi. Rồi, bốn điều đổi pha. Ây da, hay quá nhỉ. Rồi, à, con bom, ghê. Không thích ra solo ta. Bên nó cũng khá là nhiều sniper nhỉ. Có M200, có Barret nhỉ. Ít nhất là 2 thằng. Rồi. Đâu rồi. Ơ, mày làm. À, không thằng nữa này. Thỏ mẹ ra đây, thỏ mẹ ra đây. Ôi trời ơi. Làm hai. 4v2 anh em ơi, cứ từ. Kể biết xem qua thằng nào. Đừng có đùa à. Có đấy, snap nhanh mà chuẩn nha. Bắn sướng. Lên A rồi nè. Lên A luôn rồi nè. Chứ thằng nào. Ôi nước lại. Ui ôi, chuột 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 ghê ghê. Ghê. Thôi thôi, đéo chơi, đéo chơi, đéo chơi. Ngon khi mẹ ăn ra đây. Này, thằng này chưa chắc đã dám đi hành lang đâu anh em ạ. Đi hành lang nó chói cọp mồm ngay. Quái sao đáp theo nó một trượt nhỉ. Để tâm hơi lỗi của đấy anh em ạ. Khả năng cao chạy rào rồi. Biết ngay mà, đi rào mẹ rồi anh em ơi. Đi rào, nó đi rào, nó đi rào. Rồi. Thế đấy, trời. Ui giời ơi, kia liếm nhanh nhé. Chậm 1-2 giây nữa thôi là mình bú rồi đấy anh em ạ. Bắn 2 viên nhưng mà trượt cả 2 ạ. Rồi, cố gắng chốt hiệp này là đẹp luôn. Ngoặt luôn. Để biết thử xem có liếm thằng nào không. Không thấy thằng nào nhảy anh em ạ, vãi thật. Ôi giời, bố kêu. Ôi giời, ăn 2 của bom đi luôn ạ. Nói đùa chứ nó cũng đen vãi cả cướp ra anh em ơi. Nó cũng đen đấy. Phải gọi là nó cũng đen đấy. Nhặt luôn cái bom này. Được luôn, thằng kia ở dốc nước A, à dốc nước B rồi. Nó lên, nó lên, nó lên. Nó, 3-2, 3-2. Ê, hỗ trợ, hỗ trợ. Ôi kìa. Mày thằng này láo thật, mẹ nó. Mình bắn nó dính máu rồi mà nó vẫn còn bù lao bù liếu, nó phi ra nó tọt ra nó ăn lần mình lần hai ạ. Cay thế nhỏ. Ai vết 3, cố lên fan ơi. Mẹ, nó không ngờ quả đấy luôn anh em ạ. Mình không ngờ là quả ấy nó phi ra nó hút mình luôn đâu ạ. Mẹ nhờ nó. 2v2, cố lên. Chết rồi, mất bom rồi, mất bom rồi. Biết ngay mà. Mất bom chắc luôn, giờ vẫn ở mid thì đánh đớm rè. Rồi, mất bom rồi anh em ạ. Mẹ.
Anh đấm này chết rồi, anh đấm này chết rồi, quả hơi khinh địch nha. Luffy ra quả hơi bất ngờ. Mày làm tao hơi bất ngờ ấy, cú nạn này. Thôi nha. 52 đẹp rồi, đừng có để cho nó một hiệp nào. Ui mày làm slip thế. Hai thằng mới trong một thằng AWK mở. What the hell. Một thằng mặc cao 47 của Long. Nhưng một thằng nữa cầm cái gì thì không rõ hay các bạn. Anh em nhìn snap beat ấy. Úi xời. Úi xời. Úi xời. Được chưa. Úi xời. Úi xời. Khẩu này mà khẩu AWK mở VIP này mà vác vào bắn bắn đấu đơn sniper 5 phút thì gọi được phê loài kèn anh em ạ. Nó snap nhanh mà chuẩn mà. Bắn đấu đơn thì chỉ ưu tiên là tốc độ và chính xác đấy. Còn như kiểu Barret ấy, Barret thì nó chỉ được cái là kiểu là bắn phát nào chắc phát đấy thôi, chứ còn để với tốc độ thì không thể nào bằng áo với cấp M được, hay là 200 được. 200 cũng nhanh nhưng mà mình thấy là vậy nó hơi lạc đạn. Mà nhanh hơi lạc đạn. Cái dòng AWKM là mình thấy là ít lạc đạn nhất này. 3 vết 4 tôi chết mẹ rồi. Đừng có bảo ai à, bên nó một thằng ao kìa. Ngon 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 ngon. Hay luôn. Hành lang luôn. Rồi hành lang có nè. Từ nha từ nha. Mày đang ở phương trần nào đâu rồi. Núp 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 núp. Rồi hay luôn. 2 vết 2. Hay luôn, 2 vết 2. Rồi, 2 vết 1. Có thằng ao rồi anh em ạ. Làm quả smoke này. Bom đi fan. Làm quả bom này. Ôi xa, nhóm quả bom bật con mẹ ngược lại luôn ạ. Để làm luôn này. Chọc, ê lộ ra, lộ ra. Ô, lộ. Ui ôi, mẹ thật kia nó bắn vỡ đầu ạ. Sniper nó bắn vỡ đầu ạ. Bên kia tự nhiên có một thằng ao không thì có phải là thêm kill nữa không ngoại. Nó đùa chứ. Trời cứ thấy độ yếu yếu cái là ao thế là không được. Không đẹp, anh em không đẹp. Mình có thua thì mình phải chiến đấu đấy. Nó gọi là giọt máu cuối cùng như khổ. Do rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Nhớ cho mình báo clip mới nhất cho mình nhé.